Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Bây giờ sẽ là trận đấu thuộc vòng 32 La Liga, trận đấu giữa Celta Vigo và Barcelona. Trận hòa Sevilla có vẻ như đang ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của Barcelona khi đã rơi xuống phía sau Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga. Ngay cả chiến thắng 1-0 trước Atlético Bilbao ở vòng đấu trước, Messi và các đồng đội cũng đã thể hiện được sức mạnh vốn có. Đó là trận đấu tại Nou Camp và bàn thắng chỉ đến bởi cầu thủ vào sân thay người là Rakitic. Trong khi đó, Celta Vigo lại như hồi sinh sau dịch Covid-19. Hai chiến thắng liên tiếp đã đưa thầy trò huấn luyện viên Oscar Garcia bứt khỏi nhóm cầm đèn đỏ với khoảng cách là 7 điểm. Lúc này thì Celta đứng thứ 16 tại La Liga. Những cái tên đang chấn thương bên phía Barcelona là De Jong, Dembele và Sergi Roberto. Tuy nhiên, huấn luyện viên Setien vẫn đang có được bộ khung mạnh nhất, đặc biệt là hàng công, vẫn đầy đủ bộ ba Messi, Suarez, Griezmann. Vấn đề là đội bóng xứ Catalonia đang thiếu cảm hứng ở tuyến giữa và nhiều khả năng Rakitic sẽ ra sân thay vị trí của Arthur. Bên phía đội chủ nhà Celta, cái tên đáng chú ý nhất là Iago Aspas. Chân sút người Tây Ban Nha đang sở hữu 11 bàn thắng mùa này và cũng là người ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng trước Sociedad ở vòng đấu trước. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Barcelona có 3 chiến thắng, nhưng trên sân của Celta Vigo thì 3 trận gần đây họ chưa thể giành trọn 3 điểm. Barca cũng đang có chuỗi 5 trận bất bại ở các đấu trường, còn Celta Vigo cũng chỉ thua 1 trên 5 trận đấu đã qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tỷ lệ của trận đấu này Barcelona sẽ chấp Celta Vigo 3/4. Trên sân Abanca-Balaídos, Celta đang chơi rất hay, họ vừa vùi dập Deportivo tại đây với tỷ số là 6-0. Phong độ đang lên rất cao cùng với thành tích ổn định ở các vòng đấu vừa qua sẽ giúp các cầu thủ chủ nhà được đánh giá cao hơn ở kèo chấp này. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tỷ lệ của trận đấu này là 2/4. Việc phải đảm bảo số điểm để trụ hạng sẽ khiến Celta chơi phòng thủ trước Barcelona. Đó cũng là lối chơi yêu thích của họ. 6 trận gần nhất thì Celta Vigo mới chỉ để thủng lưới có 1 bàn mà thôi. Đó là con số nói lên rằng đây sẽ là một trận đấu khan hiếm bàn thắng. Dự đoán của chúng tôi ở trận đấu này, Celta Vigo và Barcelona sẽ hòa nhau với tỷ số 1-0. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.